xác định điện trở bằng cách đo dòng điện và điện áp. Ta có thể xác định điện trở một cách gián tiếp hai mạch điện bằng cách đo dòng điện và đo điện áp. Đối với mạch sai số điện áp, máy đo sẽ đo được dòng điện thực sự chạy qua điện trở error. Máy đo điện áp sẽ chỉ thị điện áp U. Điện áp này bao gồm cả điện áp của máy đo dòng. Với định luật ôm, điện trở được xác định với công thức R bằng U trên I. Trong đó, trị số điện trở được xác định lớn hơn trị số điện trở thực. Mạch sai số điện áp sẽ phù hợp để đo điện trở có trị số lớn mà không cần phải chỉnh sửa. Đối với mạch dòng điện có sai số, máy đo điện áp sẽ đo được điện áp thực sự của điện trở. Tuy nhiên, máy đo dòng điện đo được dòng điện I và dòng điện này bao gồm cả dòng điện IIV chạy qua máy đo điện áp. Khi ta tính điện trở theo định luật ôm thì trị số điện trở sẽ nhỏ hơn điện trở thực. Nếu ta biết được điện trở trong RIV của máy đo điện áp, ta có thể chỉnh sửa được trị số điện trở đã tính. Trong trường hợp dòng điện chạy qua máy đo điện áp nhỏ hơn rất nhiều so với dòng điện chạy qua điện trở. Ví dụ trong trường hợp với máy đo điện áp kỹ thuật số, ta không cần chú ý đến dòng điện chạy qua máy đo điện áp, chỉ một phần nhỏ của toàn bộ dòng điện chạy qua máy đo điện áp khi điện trở error rất nhỏ so với điện trở trong RIV của máy đo điện áp. Trong trường hợp này, sai số dòng điện có thể được bỏ qua. Mạch sai số dòng điện sẽ phù hợp để đo điện trở có trị số nhỏ mà không cần phải chỉnh sửa.